Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại chợ Hạ Long. Hôm nay Minh Toàn xin gửi đến một số cái hình ảnh của chợ Hạ Long gửi đến quý bà con cô bác. Ở đây chợ Hạ Long thì ở đây là Minh Toàn đang đứng ở trên một cái trần của tầng 3. Và nhìn phía này là ra cầu Bài Thơ 1, xong đó tiếp đó cầu Bài Thơ 2. Và trước đây là có một cái dãy núi. Giờ Minh Toàn xin phép đi vào trong chợ, một vòng chợ để cùng với cái mời quý bà con cùng Minh Toàn chúng ta đi thăm chợ Hạ Long nhé. Wow, khu ngoài này là khu rỗng rồi, không có quầy rồi. Còn lại là khu dưới này là rau củ quả và hải sản đấy quý bà con. Đấy. Lúc nữa Minh Toàn sẽ xuống dưới đấy và gửi một số cái hình ảnh ở dưới cái khu hải sản này, rau củ quả và hải sản này đến quý bà con cô bác nhé. Quý bà con cô bác nhìn ra ngoài phía kia rất là nhiều tàu thuyền, đấy, rất là nhiều tàu thuyền về đánh bắt cá để về đây bán cho các cái đầu mối. Đây, bây giờ chúng ta đi một vòng trong này xem vào đấy chúng ta có gì. Trên này có cả cửa hàng nước, nước uống ăn nhẹ. Đấy là toàn bộ tầng 2. Còn là bên dưới tầng 1 là chủ yếu bán về các hàng thực phẩm, hàng khô ấy, đồ khô. Đồ khô và đồ gia dụng với bà con. Hoa đài. Bằng địa loa đài. Đồ đẹp quá.
hàu. Cán này là cá gì mà nhìn nó bố nó xong nhìn nó bố quá nhỉ. Cái khu hải sản này thì rất là nhiều hải sản luôn. Cá này to quá. Cá này thì là cá cơm là cá gì cũng rất là tươi luôn. Ở khu chợ này thì bán rất là nhiều. Con này là con gì ấy chị nhỉ? Hàu. Thôi, tí nữa cháu quay ra. Wow, quá nhiều hải sản luôn. Con bề ngon quá nhỉ. Bề bề này rất là to luôn. Đây này, em bảo bác tìm con bề bề. Bề bề này là bề bề trứng này. Đây và đây là các thuyền đánh bắt cá về nhập trong chợ cá đây quý bà con.
Cá này là cá, gọi là cá gì ạ? Cá mại. Cá mại. Thế còn vòng vòng lại con mua. Giờ con đi vòng đã tí, con vòng lại con quay lại mua. Wow, trong này là hết khu chợ rồi. Toàn bộ khu hải sản là chúng ta vừa đi qua đấy bà con ạ. Và bây giờ Minh Toàn sẽ lên thuyền cùng với đi lượn dưới thuyền xem bà con đánh bắt như thế nào.